Hồ sơ nhân vật Granula, chiến binh mạnh nhất vũ trụ 7. Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với OV Dragon. Theo như nguyện vọng của anh em, hôm nay bọn mình sẽ lên sóng nhân vật vừa mới đây đã tung đòn kết liễu gas, kẻ phản diện được cho là mạnh nhất nhóm Hiter tính tới thời điểm hiện tại, Dragon Super Chap 86, từng bán hành cho Goku không chỉ một mà tới 3 lần, 2 lần ở Chap 72 và một lần ở Chap 73, kẻ được dân mình gọi là không làm mà đòi có ăn. Vâng, không ai khác chính là Granola, chiến binh mạnh nhất vũ trụ. Và đó cũng là yêu cầu của các bạn Chôm Chôm, Hiếu Trần, Thành Nguyễn, Huynh Chan, Dung Phạm Hoàng, Tuân Cao Anh và bạn Goku Dragon Ball Super. Không để anh em đợi thêm nữa, giờ thì bắt đầu thôi. Granola là người thuộc chủng tộc Cerulean, người duy nhất sống sót sau khi hành tinh của mình bị tiêu diệt bởi người Saiyan dưới lệnh của Frieza. Granola có làn da sáng, mái tóc xanh gợn sóng và đôi mắt xanh đậm, đeo thứ có vẻ như là một chiếc băng che mắt bằng da, có dây da với mặt số trên mắt phải. Trang phục gồm có một chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm bên dưới chiếc áo khoác màu xanh lá cây, có hàng cúc màu vàng, một chiếc khăn quàng cổ dài màu xám, thắt lưng hai khóa, găng tay và dây ống màu vàng sẫm. Granola là một người khá nghiêm túc và có tình yêu thương rất lớn đối với người dân Cerulean. Sự việc người Saiyan đến tiêu diệt quê hương mình đã luôn ám ảnh Granola đến tận bây giờ. Anh đã từng từ bỏ ý định trả thù bọn chúng khi nghe tin Frieza đã bị tiêu diệt, còn hành tinh Saiyan thì bị thiên thạch rơi trúng. Nhưng sau khi biết tin Frieza còn sống, thì ý định trả thù của Granola lại bắt đầu quay trở lại. Sự xuất hiện. Nhiều năm về trước, Granola cùng với người dân của mình đang sống hòa bình trên Cerulean. Và một ngày nọ, hành tinh của anh bị quân đội Frieza và quân đội Saiyan tấn công. Lợi dụng mặt trăng tròn, bọn chúng đã hóa thành khỉ đột khổng lồ và tàn sát tất cả mọi thứ. Khi đó, Granola đã sợ hãi và chạy trốn rồi bị một con khỉ có vết sẹo trên mặt phát hiện. Bằng một cách nào đó thì anh đã may mắn sống sót đến tận bây giờ. Về sau, anh trở thành thợ săn tiền thưởng và phục vụ cho gia đình Hiter. Granola có cộng sự tên Oatmeal xuất hiện ở manga Dragon Ball Super Chap 67 và đang theo đuổi Goichi, kẻ đang giữ cơ thể OG-73E và nhiều OG khác. Với sự giúp đỡ của Oatmeal, Granola đã thành công khi đánh bại các OG khác và cướp cơ thể OG-73E về cho gia đình Hiter. Granola tỉnh dậy bất ngờ vì cơn ác mộng khi hành tinh của anh bị người Saiyan và phe Frieza xâm lược. Oatmeal hỏi thăm sức khỏe của Granola và anh cũng vội vàng kiểm tra xem OG-73E có còn trên tàu của mình không. Oatmeal hỏi rằng Granola có còn coi thường đội quân Frieza không, thế anh trả lời rằng có. Anh cho rằng sau khi Frieza bị tiêu diệt thì đội quân của hắn cũng chỉ toàn hạng bèo bọt mà thôi. Granola cũng nói rằng mong muốn được trả thù của mình đã không còn vì Frieza đã mất và hành tinh Saiyan thì bị thiên thạch rơi trúng nổ tan tành. Nhưng anh vẫn không hiểu sao cơn ác mộng đó cứ liên tục xảy ra. Đến căn cứ của Hiter, Granola đưa cơ thể OG-73E vào trong và gặp một thợ săn tiền thưởng khác tên Soshiru. Hắn ngạc nhiên khi thấy Granola bắt được OG-73E về và muốn được chia đôi số tiền nhận được khi giao cơ thể đó cho gia đình Hiter. Trước thái độ tham lam, không làm mà đòi có ăn của Soshiru, Granola đã rất tức giận và chỉ tay vào đầu hắn. Anh đe dọa kẻ tham lam này và ép hắn phải rời đi. Granola giao cơ thể OG-73E cho nhóm Hiter. Electro Oil xác nhận và đó đúng là cơ thể thật của 73. Maki đưa cho Granola một cái túi đầy tiền. Anh hỏi Elec rằng liệu hắn cũng muốn tạo một đội quân 73 như tên Goichi hay không. Elec cười và nói rằng họ không phải là quân đội nên không cần nhiều tên như thế. Nếu cần thì hắn sẽ thuê những người giỏi nhất trong phạm vi mà tiền có thể thuê được. Elec cho rằng tiền là mọi thứ, có tiền là có tất cả. Quyền lực thật sự đến từ tiền bạc và thông tin. Kẻ có nhiều thông tin nhất sẽ kiểm soát vũ trụ và 73 có đầy đủ thông tin hữu ích mà Elec cần. Granola nói rằng anh chỉ quan tâm đến phần thưởng của mình và yêu cầu một nhiệm vụ khác. Alex nói rằng hắn không có bất kỳ nhiệm vụ nào vào lúc này vì vũ trụ đang dần thay đổi do sự hồi sinh của Frieza. Granola ngạc nhiên và cho rằng điều này không thể nào xảy ra được. Alex nói rằng sự trở lại của lực lượng Frieza có hại rất nhiều cho công việc kinh doanh vì mọi người sẽ trở nên sống trong sợ hãi và ít khi dám thực hiện các vụ giao dịch này. Granola rất vui mừng và cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để trả thù Frieza. Alex khuyên anh đừng làm thế vì Frieza bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nghe Alex nói thế đã khiến anh tức giận và tiến đến phía Alex. Sau đó Gas đã lao đến và khống chế Granola. Alex yêu cầu anh bình tĩnh lại và nói rằng muốn tiêu diệt Frieza thì cần phải có thêm thời gian và kế hoạch thật chu đáo. Khi nào họ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tiêu diệt Frieza thì sẽ liên lạc đến Granola. Vì anh và gia đình Hister đều có chung một mục tiêu là đánh bại tên độc tài đó. Nghe xong thì Granola miễn cưỡng đồng ý và rời đi. Trên tàu, Ramil bảo Granola hãy nghỉ ngơi vì sẽ mất 2 ngày để đến Siru. Đột nhiên, Granola nghe được tiếng động lớn và quay lại thấy Susiru. Hắn đã tập hợp những kẻ khác để cướp tiền thưởng của anh. Granola hạ cánh xuống một tiểu hành tinh gần đó để trốn những tên truy đuổi. Tuy nhiên, những kẻ săn tiền thưởng đó đã tìm được con tàu của anh. Granola lừa bọn chúng vào buồng lái bằng cách nói chuyện qua băng bịt mắt và tiêu diệt hầu hết những kẻ đi theo Susiru bằng cách bắn tỉa họ bằng súng bắn tỉa của mình. Susiru ngạc nhiên khi Granola có thể bắn tỉa từ xa chính xác như vậy mà không cần kính bảo hộ. Oatmeal giải thích rằng mắt phải của tộc Cerulean đặc biệt thích nghi với việc bắn tỉa và khả năng của Granola vượt trội hơn những người khác.
Granula đe dọa sẽ giết Soshiro bằng finger beam, dùng tay bắn ra Ki Blast. Tên tham lam Soshiro đã đầu hàng và xin lỗi, đồng thời hắn cũng đưa cho Granula vài đồng tiền lẻ trong túi trước khi cùng đồng bọn rời đi. Granula quay trở lại tàu của mình và đeo lại băng bịt mắt. Wormhill khen ngợi khả năng bắn tỉa của anh, nhưng Granula nói rằng anh ta đã bỏ lỡ một trong những kẻ đi theo Soshiro. Granula thừa nhận rằng anh chưa đủ mạnh để đánh bại Frieza và phải đạt được sức mạnh hơn bất kỳ ai để trả thù cho tộc Sirurian của mình. Sau khi đến Sirius, Granula hạ cánh xuống thành phố của người Sugar và nhờ họ sửa chữa con tàu của anh. Anh nói với họ rằng mình đang trong thời gian nghỉ ngơi nên họ cứ từ từ mà sửa cũng được. Sau đó anh đến cửa hàng gần đó mua thức ăn, nước uống cho mình và Moneto. Người bán hàng hỏi tại sao hai người không ở cùng với người Sugar khi mà họ luôn chào đón. Granula từ chối và cho rằng thành phố này hiện giờ không hợp với những người như anh. Khi Granula đang trên đường về nhà, thì Wormhill hỏi tại sao anh không sống cùng với những người Sugar. Granula cho rằng băng nhóm Hitter đã xây dựng lại thành phố của họ nên bây giờ nó không còn dành cho anh nữa. Wormhill hỏi tiếp rằng trong phải hành tinh này trước đây vốn là nhà của người Siruma. Granula giải đáp rằng 40 năm trước, sau khi thế giới của anh ta bị tàn phá bởi lực lượng Frieza, băng Hitter đến và bắt đầu xây dựng lại hành tinh này. Những người Sugar đến từ hành tinh khác đã bị phá hủy và đi lang thang trong không gian. Sau khi mua lại từ Hitter, thì hiện tại hành tinh này coi như đã là hành tinh của họ rồi. Granula về đến nhà và gặp Moneto. Cả hai cùng ngồi nói chuyện và bàn đến việc Frieza được hồi sinh. Granula thề rằng sẽ tiêu diệt tên độc tài đó và cả quân đội của hắn, nhưng bị Moneto ngăn lại vì sức mạnh của anh hiện giờ là không đủ. Sau đó, Granula muốn thu thập thêm một viên ngọc rồng nữa để triệu hồi rồng thần ban cho mình sức mạnh. Nhưng Moneto đã phản đối và không chấp nhận những người có mong ước ích kỷ như thế. Trước thái độ kiên quyết của Moneto, Granula đành miễn cưỡng đồng ý theo. Vào đêm khi Granula đang xem TV thì phát hiện viên ngọc rồng thứ hai đã được người Sugar tìm thấy. Anh đã lén ăn trộm nó và bắt đầu triệu hồi ra một con rồng kỳ lạ và mật khẩu mà Moneto từng nói trước đó. Khi rồng thần hỏi điều ước của anh là gì thì Granula đã yêu cầu rằng hãy biến tôi trở thành chiến binh mạnh nhất vũ trụ. Rồng hai sao chỉ có thể giúp Granula trở nên mạnh hơn so với ban đầu, chứ không thể giúp anh mạnh quá mức vượt qua cả khả năng tiềm ẩn của bản thân anh được. Nhưng sau đó rồng thần nói rằng nếu Granula muốn trở thành người mạnh nhất thì hãy chấp nhận điều kiện của hắn. Điều kiện đó là Granula phải hy sinh đi 150 năm tuổi thọ của mình để đạt được sức mạnh vô địch vũ trụ. Và hiện tại anh chỉ sống được 3 năm nữa. Với quyết tâm trở nên mạnh hơn, Granula đã chấp nhận điều kiện đó. Sau khi điều ước được thực hiện thành công, tóc Granula dài ra giống như Super Saiyan 3 của Goku. Anh thử nghiệm sức mạnh bằng cách cho nổ tung một tảng đá, khiến Wormhill kinh ngạc và khiến Moneto thức giấc. Mặc cho bao lời ngăn cản của Moneto, Granula đã lên đường đến chỗ đám Elec để tìm kiếm tung tích của Frieza. Trước đó thì anh đã về nhà và cắt tóc ngắn lại như ban đầu. Hành trình của Granula đã bị Whis phát hiện và Whis cho rằng Granula sẽ gặp khá nhiều rắc rối cho sau này. Granula đến nơi của Hitter và yêu cầu được cung cấp địa điểm mà Frieza đang ở. Tại đây, anh đã thể hiện sức mạnh của mình với Oi và Maki. Cả hai đều không phải là đối thủ của anh. Trước tình thế đồng đội gặp nguy hiểm, Gas đã đến cứu họ và định tấn công Granula thì bị Elec ngăn lại. Hắn tin rằng Granula đang là chiến binh mạnh nhất vũ trụ và hứa với anh sẽ cung cấp tung tích của Frieza trong thời gian sớm nhất. Sau khi biết được tình trạng tuổi thọ của Granula, Elec đã bắt đầu tính đến chuyện sẽ lợi dụng người Saiyan để chiến đấu với anh ta. Quả đúng như vậy, nhóm Hitter đã dụ Goku và Vegeta đến hành tinh Sirius để cứu người dân ở đây khỏi kẻ mạnh nhất vũ trụ. Về phía Granula, anh ta luôn cho rằng ngoài Frieza chủ mưu thì kẻ trực tiếp khiến tộc Sirurian lâm vào cảnh diệt vong chính là người Saiyan. Khi Goku và Vegeta đặt chân tới hành tinh Sirius thì diễn biến đúng như kế hoạch của nhóm Hitter đã vạch ra. Trận chiến giữa Goku và Vegeta với Granula lập tức nổ ra. Với sức mạnh được rồng thần ban tặng thì Granula đã bán hành không thương tiếc cho cả Goku và Vegeta. Phải đến khi Vegeta tiến tới trạng thái Uchago thì mới có thể so kè được với sức mạnh của Granula. Đến lúc này khi ông cụ Moneto xuất hiện thì mọi hiểu lầm mới được giải quyết và âm mưu của nhóm Hitter cũng bị bại lộ. Đúng lúc này thì lại xuất hiện kẻ thứ hai không làm mà đòi có ăn, Gas, kẻ được rồng thần Torombo ban cho điều ước mạnh nhất vũ trụ và tất nhiên là phải mạnh hơn Granula rồi. Và từ đây, cuộc chiến 3-1 giữa nhóm Goku, Vegeta và Granula với Gas đã diễn ra. Với sức mạnh của mình thì Gas bón hành cho cả ba anh chàng và chắc 86 mới đây thì bộ ba Kuvegra mới có thể hạ được Gas. Về sức mạnh, lần đầu xuất hiện, Granula không phải là chiến binh giỏi khi Gas dễ dàng hạ gục anh ta. Tuy nhiên, Granula là một tay bắn tỉa siêu hạng. Nhờ cặp mắt phải Sirurian và kinh nghiệm của mình, Granula dễ dàng đánh bại tất cả những OG khác để cướp được OG 73E. Tất cả OG đều sở hữu bản sao dữ liệu của 73 và các khả năng tương đương bằng finger beam, cho thấy sức mạnh thật sự của anh ta nằm ở khả năng bắn tỉa của mình. Elec cũng tin rằng những kẻ như Orge sẽ có thể đánh bại Granula. Granula tự tin rằng mình sẽ đánh bại được Frieza, chưa rõ là đang nói hình dạng đầu hay final form của Frieza ở thời điểm Frieza trước khi bị Super Saiyan Goku đánh bại. Thời điểm đó, Granula chưa phải là đối thủ của Gas, nhưng Elec vẫn tin rằng Granula sẽ mạnh hơn rất nhiều bởi tiềm năng của Granula rất cao. Sau khi thành công điều ước với rồng thần Torombo chỉ với hai viên ngọc rồng, Granula đã có được sức mạnh vượt qua mọi người phàm khác trong vũ trụ. Với sức mạnh này, anh ta có thể dễ dàng đánh bại Oi và Maki mà không tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, Elec tin rằng dựa trên dữ liệu của 73 về cuộc chiến giữa họ với Moro, Goku và Vegeta hợp tác cùng nhau sẽ có thể đánh bại Granula.
Khi đối đầu với Goku và Vegeta, Growla đã chứng tỏ mình đủ mạnh để gây thương tích nặng nề cho Goku chỉ bằng một đòn bắn tỉa và buộc Vegeta phải đưa cho Goku một hạt Senzubin để hồi phục. Kỹ năng bắn tỉa của Growla cũng khiến Vegeta phải bật trạng thái Super Saiyan Blue và Goku phải sử dụng bản năng vô cực để phòng thủ. Growla cũng có khả năng di chuyển với tốc độ mà cả Super Saiyan Goku hay Vegeta đều không thể theo dõi được. Tốc độ của Growla buộc Goku phải sử dụng đến bản năng vô cực. Tuy nhiên, Growla vẫn có thể làm bị thương Goku và buộc anh trở lại trạng thái cơ bản khi tấn công vào điểm yếu của Goku. Sau khi tăng sức mạnh, Growla có khả năng chiến đấu ngang ngửa với Super Saiyan Blue Goku. Mặc dù cuộc chiến diễn ra từ từ khiến Growla cuối cùng có lợi thế hơn Goku, buộc Goku lần nữa phải sử dụng bản năng vô cực kết hợp với Super Saiyan Blue. Mắt phải của Growla không thể nhìn thấy bất kỳ điểm yếu nào khi Goku sử dụng bản năng vô cực hoàn thiện, nhưng đó là do Growla đã phân tách sức mạnh của mình. Điều đó chứng tỏ Growla đã vượt qua Goku bản năng vô cực hoàn thiện khi đưa anh ta đã tiễn Goku đến gần cửa tử bằng một đòn tấn công Vital Boy Attack vào ngực. Tuy nhiên, phải nhắc lại là Growla chỉ thực hiện được điều này khi Goku lơ là, mất cảnh giác. Kỹ thuật và khả năng chiến đấu. Silurian Right Eye, mắt phải của tộc Silurian đặc biệt thích nghi với việc bắn tỉa, nhưng khả năng của Growla thì vượt trội hơn những người khác rất nhiều. Sau khi thực hiện thành công điều ước trở thành chiến binh mạnh nhất vũ trụ, con mắt này của Growla càng trở nên mạnh mẽ hơn. Growla có khả năng sử dụng mắt để quan sát lưu lượng máu và chuyển động cơ của kẻ thù, cho phép anh ta xác định điểm yếu của kẻ thù và tấn công chúng một cách hiệu quả. Anh ta cũng có khả năng phát hiện khi nào đối thủ đang kìm hãm sức mạnh của họ. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ mạnh để nhìn thấy điểm yếu khi Goku ở dạng Perfect Ultra Instinct. Finger Beam, Growla có thể phóng ra Ki Blast từ ngón trỏ và ngón giữa. Telekinesis, một kỹ thuật cho phép người dùng điều khiển các đối tượng và người khác bằng sức mạnh của tâm trí. Growla đã nhấc bay một tảng đá lên không trung trước khi phá hủy nó. Kisen, khả năng cảm nhận năng lượng của những sinh vật khác. Growla có được khả năng này sau khi trở thành chiến binh mạnh nhất trong vũ trụ và có thể cảm nhận được rằng sự hiện diện của Frieza bất kỳ hành tinh nào gần đó. Hakai có được khả năng này sau khi trở thành chiến binh mạnh nhất vũ trụ. Growla có khả năng biến mọi thứ thành cát bụi, giống như anh ta đã làm với một tảng đá hoặc tạo ra các vụ nổ. Kỹ thuật này rất giống với Hakai, điều mà Vegeta đã lưu ý khi họ gặp Growla lần đầu tiên, mặc kỳ so sánh nó với ma thuật. Scarthrow, Growla sử dụng chiếc khăn của mình để tóm lấy đối thủ và ném đi. Instant Transmission, Growla có khả năng dịch chuyển tức thời. Khả năng này được Goku ghi nhận là tương tự như dịch chuyển tức thời, chỉ là nhanh hơn. Vital Boy Attack, sử dụng độ chính xác đáng kinh ngạc của mình bằng mắt phải. Growla có thể tấn công đối thủ vào những điểm yếu của họ với độ chính xác cao. Nhân bản, Growla có được khả năng tạo ra các bản sao của chính mình. Khả năng này được thể hiện trong cuộc chiến với Goku ở Dragon Ball Super Chap 73. Light Energy Manipulation, kỹ thuật này có được sau khi trở thành chiến binh mạnh nhất vũ trụ. Growla đã có được khả năng ma thuật để điều khiển năng lượng sống. Thông tin ngoài lề. Tên của Growla là một cách chơi chữ của Granola, một món ăn nhẹ. Granola có nhiều điểm tương đồng với Kintoki, một nhân vật trong tác phẩm trước đây của tác giả Akira Toriyama. Trên đây là tất cả thông tin về nguồn gốc và sức mạnh của Granola. Anh em nghĩ sao về nhân vật này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận nhé. Cuối video là chuyên mục dành cho anh em yêu thích tranh. Bọn mình vừa mở một shop bán tranh Dragon Ball và nhiều anime manga khác theo yêu cầu. Anh em có nhu cầu decor phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình, thì inbox ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng nhé. Link mình sẽ ghi ở phần mô tả. Video của mình tới đây là hết rồi. Nếu anh em thấy thích video này thì đừng quên bỏ lại một like và một đăng ký kênh đi kèm nút chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ chúng mình nhé. OV Dragon xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye!